Chào tất cả mọi người, mình là Sói Tuyết đây. Hôm nay mình lên sale off cho anh em. Em hàng TTITP22, hàng này mình đánh giá là 99%. Mời anh em xem phần bên ngoài của em nó. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho anh em xem phần bên trong của em nó. Anh em có thể thấy bên trong em nó gần như là không có xước gì, chỉ có bị xước phẩy nhẹ một xíu do kéo slide vài lần. Giờ mình sẽ lắp lại để bắn test cho anh em xem hoạt động của em nó. Súng hoạt động bình thường không bị lỗi gì cả. Anh em nào muốn sở hữu em nó thì nhanh tay nhắn tin cho mình để chốt đơn nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.